Ồ, bị sợ rồi. Rồi, xin chào đồng chí, coi như là cựu hải quân. Mình thì Rồi, xin là chào người dân mọi bình người. dân sĩ thôi. Xin Đúng chào rồi, mọi nhưng người. mà chúng mình đều Bên là những bên người kia con nghe rõ của không nhỉ? cuộc đời của chúng mình. Bên Coi kia như nghe rõ là không nhỉ? từ khi mà bắt đầu lớn lên đến bây giờ Rồi. đều gắn bó với biển cả. Rồi rồi Đấy. rồi rồi, Thì bên hôm kia nay nghe thì rõ. như giới thiệu với tất cả các anh chị và các bạn là mình sẽ trao đổi với nhau về cái quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Với thứ hai là sẽ trao đổi về cái vấn đề mà biển đảo á, biển đảo và vấn đề biên giới Việt Nam Trung Quốc. Và nữa, tôi xin giới thiệu tất cả các bạn là anh Trần Văn Lịch, hiện nay là anh sinh sống tại Quảng Bình, thì anh cũng rất là hiểu là cái thời gian, tức là một năm mà Formosa xả thải đấy về vấn đề đền bù giải tỏa đền bù của cái thảm họa cái môi trường Formosa cho cái bà con bốn cái tỉnh, ví dụ như là Hà Tĩnh này, rồi là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế như thế nào. Vâng, bây giờ xin mở đầu thì Trần Văn Lịch, bây giờ mình nói về cái vấn đề nào trước ạ? Và bây giờ là thế này, xin chào mọi người. Nhưng mà để đi vào cái nội dung, tôi thì nói như là anh Bằng ấy, như là nghe nói là người ta phong như là cán bộ chuyên viên cao cấp. Đấy, lương 9-10 củ ở đây thì tôi 3 củ nhà nước nợ mãi. Bây giờ nhớ anh đòi tôi nhớ, đúng không? Nhờ đòi rồi đấy. Mà không thì cứ là phải ta phải làm cái anh phải nhớ là lúc nào cứ cho nợ đi. Khi nào GDP cái tổng sản phẩm quốc nội mà lên được 100 tỷ đô la, bây giờ có 220 tỷ thôi thì lúc người ta đòi đúng không? Đấy, lúc người ta đòi. Thôi bây giờ cái nội dung theo tôi đó là thôi xin chào mọi người, thì tôi cũng có live stream của cá nhân mấy lần rồi, nhưng mà lần này á, thì tôi muốn là thông qua cái diễn đàn của anh Bằng, vì diễn đàn của anh Bằng thì có được nhiều người và trong này có cả là cái là có khi còn có cả ba que thì dân chủ quậy đồ xem cả nha. Thì tôi cũng muốn là thông qua cái diễn đàn của anh Bằng, tức là nói về cái những cái nội dung mà được cái là thông báo được nói thống nhất ngay từ đầu. Thôi bây giờ ta cứ đi vào vấn đề là trước hết là nội dung biển đảo trước đã, vì ngay biển Đúng đảo rồi. thôi Tức, đấy, bây giờ biển trước đảo mắt thôi đã, là thì mình đi đấy. vào cái vấn đề đầu tiên là cái vấn đề của cái đảo Hoàng Sa và Trường Sa trước, đúng Đấy không? đấy, biển, vấn Thì đề biển lúc đảo đấy á. sau Rồi đó thì vấn đề này rồi rất là rồi, rộng. ok. Vì biển đảo là cái là nói về biển đảo là cái nôi phạm vi đề tài này cũng rất rộng, mà thực tế ra thì ngay từ lâu rồi thì mạng nói về phạm vi mạng xã hội thôi thì một phần nào đây thì các anh chị em ta cái như là cũng chưa nhận thức đầy đủ, và thậm chí là những người có chức trách thì có khi phát ngôn không chuẩn, có chức trách nhá, tôi lưu ý là có chức trách phát ngôn không chuẩn, cho nên là những người mà gọi là có chức sắc nữa đấy phát ngôn là thiếu thiếu thân trọng và không hiểu biết nó mức độ nào để hạn chế, thì gọi là cho nên là bị các cái thế lực, nhất là cái đám ba que em Cali, hai là dân chủ quậy ở bờ hồ, hai thì lợi dụng. Và điều này á thì vì như thế là tôi muốn tham gia vào, và thậm chí là cái việc mà liên quan biển đảo nó xảy ra, nó gần như có những cái việc là có thường sự cố nhỏ nhỏ này là lúc nào thường xuyên, nhưng mà do nhận thức cho nên là đôi khi là ngay trên mạng xã hội cứ suy nghĩ nặng nề ra đấy, mà nặng nề ra thì những người biết không nói, những người không biết thì cái là a dua theo cái những kẻ lợi dụng đấy. Cho nên là bây giờ là này, thứ nhất thì giới thiệu thì đây thì anh Bằng nói rồi, tôi thì nguyên là cựu chiến binh của hải quân, thứ hai là cái nghề của tôi là sau khi rời bỏ hải quân thì tôi rời hải quân á thì tôi làm nghề hàng hải, thứ ba là tôi xuất thân trong một gia đình ngư phú đấy, gia đình tôi nhiều đời là ngư phú, có nghĩa là cuộc sống của đời rất nhiều thế hệ cả hàng chục đời nay theo tôi tìm hiểu là sống gắn liền với biển. Đấy. Từ chỗ đây thì cứ là hôm nay thì cứ là cùng anh Bằng tôi muốn tham gia liên quan đến biển đảo. Mà biển đảo á, liên quan đến biển đảo thì vi để cứ là tôi nói là có thể là phạm vi nào đấy thì trong phạm vi hiểu của tôi vừa là
ta củng cố cho người một chút, cho người biết. Cái thứ hai là trọng lại những cái luận điệu xuyên tạc, cãi cọ, cái mà không có cái dừng lên cho nó có đấy. Và những người gọi là yêu nước đấy, yêu nước là trong người nháy nháy nha, mà cứ lợi dụng những ngày 14 tháng 3 năm 14 tháng 3 hàng năm để cứ là làm xáo trộn đất nước ra, mà đặc biệt là lặp đi lặp lại rất nhiều lần ở cái là tượng đài Lý Thái Tổ Hà Nội Rồi bây đấy. giờ này, bây giờ này mình sẽ nói về thứ nhất là cũng hình như là cái thời gian năm tháng 3 năm 1914 tháng 3 năm 1988 ấy, cái vụ Không, thảm bây giờ sát thế này, đạn rồi rồi Đạt rồi, ok. Ma. Bây giờ thế Cái thảm này, xảy ra bây thì giờ lúc đó mới còn là là con bây giờ dân tóm tắt đã, tóm tắt cái thứ nhất, bây giờ tôi nói là cộng sản là hèn với giặc, ác với dân. Mà trong cái hèn này tôi nghe đi lặp lại liên quan đến biển đảo rất nhiều lần. Thôi bây giờ nghe nói chữ bạn đã, cộng sản bán đảo đã, thôi đất liền thì tôi cũng tham gia vì coi như nó cũng thuộc vào cái hiểu biết của tôi. Nhưng mà nói đảo liên quan đến biển, biển đảo thì bây giờ là biển của đà nó lên biển thì nó gắn liền với con người của ta là từ khi có loài người đấy. Và biển của trong biển ta thì có mấy này, có mấy cái địa danh rất là quen thuộc. Thứ nhất là vịnh Bắc Bộ, nó đến vịnh là vịnh Thái Lan, là vịnh Trung đấy nhá, hay là còn vịnh nhỏ nhỏ lúc đó vịnh Cam Ranh, vịnh vùng Văn Phong này là cũng là vịnh cả không nói đấy. Vịnh Quy Nhơn thì cái vịnh nhỏ nhỏ nói, nhưng mà nói vịnh Bắc Bộ, vịnh Thái Lan đúng không? Nói đến đảo thì từ Bắc đến Nam, từ đảo quần đảo Hạ Long cho đến là đi vào trong này là các cái đảo hòn, từ hòn Mê, hòn Mắt cho đến là vân vân, cho vào đến trong kia là quần đảo Thổ Chu cho đến quần đảo Nam Du, đảo Phú Quốc trong kia. Rồi. Đấy là nói một cái Việt Nam ta. Thì nó lúc là đà nó đến biển thì gắn liền từ khi có con người biết thoát động thì đã gắn liền với biển. Rồi. Thế thì nhưng mà lưu ý ta phải hiểu này. Biển thì gần đến con người như thế. Nhưng công ước về biển thì mới có năm 1982. Của Liên Hợp Quốc mới có năm 1982. Xin các vị lưu ý là công ước về biển mới có năm 1982. Nhưng riêng Mỹ, Hoa Kỳ đến giờ phút này chưa phê chuẩn công ước đó. Tại sao? Thì tại sao này, thôi thì vì để tôi nói việc khác, nhưng tôi cũng đưa gửi thông điệp. Lịch ơi, ở đằng Đây. sau lịch có một cái bóng đèn đấy, thành công là khi mà giấy nó phản chiếu rất là khó nhìn, nếu mà À, rồi, mình rồi, tắt rồi, được rồi, cái để bóng đèn quay, đấy còn thì quay lại. Thì công ước về biển rồi. năm 1982, mà đến giờ phút này Hoa Kỳ là một trong những nước lớn vẫn chưa ký tham gia công ước, Phê duyệt. chưa phê chuẩn, là một đất nước là chưa tham gia công ước. Vừa rồi ra về vấn đề nhân quyền nó kia thì đã rút rồi không nói. Nhưng tôi gửi cái thông điệp này đề nghị những người lâu nay nói là tôi là giáo sư, tôi là tiến sĩ, tôi là thế này, tôi là thế kia, hãy trả lời cái đấy cho tôi có thể bằng trực tiếp. Và để khi đứng ở bất kỳ nghị trường hay chỗ nào phải phát ngôn cho chuẩn. Thông điệp này tôi gửi đến mọi những cái người còn trách nhiệm, kể cả những người là cựu chiến binh. Nhưng mà cựu chiến binh là cứ nói là cựu chiến binh thì gửi thêm một thông điệp nữa, ta là cựu chiến binh, anh bộ đội cụ Hồ, khi đứng nói trên mạng xã hội cho dù là tập thể thì mọi lời nói phát ngôn ra của mình là phải xuất phát từ nhận thức và yêu nước thực sự, không phải nói theo cảm tính, không được nói theo suy luận, chứ không phải là nói như kiểu ngay tướng Lê Bảo Lượng. Tướng Lê Bảo Lượng phát ngôn mà bị kẻ khác lợi dụng, mà tướng Lượng không phải trong phạm vi của hải quân, trong phạm vi không ấy, không phạm vi biển. Và sau này là sau này tôi sẽ giải giải vì cái những cái không đủ điều kiện nêu trong cái sự kiện 24 tháng 3 năm 1988 Đúng rồi, bây giờ là lịch chủ quyền lịch lịch xoáy vào 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 cái vấn đấy, đề đấy cái sự chủ thật thảm quyền, sát Gạc Ma đi. chủ quyền đấy. Sự kiện 14 tháng 3 năm 1988, chủ quyền tướng Lương lúc có thể trung tá thượng tá như đấy chứ chưa phải là tướng đâu.
Nhưng mà nếu mà ở Bộ Tổng Tham mưu làm việc ở Bộ Tổng Tham mưu thì khác. Còn các cái đơn vị, bộ binh các đơn vị khác không biết nhiều về cái sự kiện đấy, chỉ liên quan đến hải quân, biên phòng cũng liên quan lắm. Cho nên cái phát ngôn đấy làm cho kẻ thực sự và kẻ địch lợi dụng. Đúng. Kẻ địch lợi dụng, tôi khẳng định. Thôi, để nói lên cái tôi sẽ đá lên sau, thêm sau. Nhưng trước hết là tôi nói là vấn đề bạn đã trên địa cứ nói đi nói lại rất nhiều nhai là bên kể cả là như dân chủ ở những vị là dân với dân nghĩa là dân chủ người trong nước và ba khỏe ở Cali nhai đi nhai lại Việt Nam hèn với giặc hèn là không dám đánh Trung Quốc không dám thế này đủ kiểu đấy nhưng bây giờ là bây giờ khai đến cái bạn đã bạn nào năm 1975 phải nói bắt đầu là sự kiện năm 1975 khi đất nước chưa 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 cắm cờ dưới độc lập trước đây cả mặt mấy tháng trời dưới lệnh của Tổng tư lệnh Đại Thủ Công Giáp đã chỉ thị chuẩn bị cho Bộ Tư lệnh Hải quân và là quân khu năm có cái dưới sự điều hành của từng có sự tham gia của tướng Lê Hồng Tân để coi như là đánh chiếm các cái đảo Trường Sa mà Việt Nam Cộng Hòa đang chiếm đó là đang chiếm giữ thế thì lúc đấy ta chỉ tham lúc ấy là ta chỉ có năm đảo ra đại chiếm năm đảo thứ nhất để tôi khẳng định không có cái bán thứ nhất là đảo Sông Tử Tây thứ hai là đảo Sơn Ca thứ ba là đảo Nam Yết thứ tư là đảo Sinh Tồn thứ tư năm là đảo Trường Sa lớn đấy và các đảo đây Việt Nam coi như là ủy quyền Sài Gòn chiếm đóng ta giải phóng trước khi ngày 30 tháng 4 với lực lượng của một bộ phận của quân quân ở quân quân khu năm chủ yếu là của đoàn 126 và 125 các đơn vị tàu vận tải sử dụng các cái tàu là dạng tàu của Quảng Châu tàu giả dạng đưa đặc công ta ra đánh đánh Diệm trước ngày giải phóng 30 tháng 4 đó thế thì sau 30 tháng 4 ta chiếm thêm mấy đảo nữa ta đóng quân thêm mấy đảo nữa là đảo Hoa là để nói cái bát để tôi sửa cái bản sau ai nói bán cộng sản bán đảo quân hải quân nhân dân Việt Nam quân đội nhân dân Việt Nam hèn giặc bán đảo Vâng, sau hiểu đấy chưa? ta chiếm thêm đảo thứ nhất là đảo Sinh Tồn Đông thứ hai là đảo An Bàng thứ ba là đảo Phan Vinh cùng đảo Hoàng ta đặt tên là đảo Anh Hùng Phan Vinh thuyền trưởng Phan Vinh là một trong những người là thuyền trưởng chết ở Hòn Heo ấy bị hy sinh ở Hòn Heo tàu không số bây giờ lấy tên đấy để đặt tên đảo Phan Vinh coi như ta thêm được Vâng. 4 đảo thế rồi ta chiếm giữ mãi cho đến là năm 1900 đấy sự kiện đấy kéo dài cho đến 1988 thế thì còn trước đấy quần đảo Trường Sa đảo lớn nhất của quần đảo Trường Sa là đảo Thái Bình gọi là đảo Ba Bình nó chỉ cách đảo Nam Yết là chưa đến 15 hải lý chưa đến hơn 10 hải lý thôi nằm trong tổng đại bác Khoảng đúng rồi, hơn thôi 10 mà lý đảo đâu, Thái nó Bình khoảng 17 cây số. Vâng, đấy nói cho đảo Thái bà Bình biết về chứ. hơn 10 hải lý đảo Thái Bình là đảo Trung Quốc gọi là đảo Ba Bình mình thì gọi đảo Thái Bình ai thời chúng tôi cứ chạy qua đây là chạy rửa để mà ra Nam Yết đấy thì cứ đi gần gần nó là nó bắn pháo kể với em đấy kể em thôi bắn pháo nó đuổi nhưng cứ chạy bình thường nhưng mà đảo Thái Bình thế thì ai bắn tổng thống Ngô Đình Diệm bắn đầu đầu tiên là một cái món quà để tặng luôn ông Đài Loan để Đài Loan. công nhận là Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia có chủ quyền
lấy quần quần cái đảo Ba Vìn để làm một món quà, bạn lần đầu tiên. Thế thì còn nữa, năm đảo cực đẹp luôn, năm 1568 miền Nam Cộng Hòa ủy quyền Sài Gòn không giữ các đảo mà để trống, có thể do Bưu Mỹ xuôi Philippines. Thế thì cái đảo, ví dụ như cái đảo sông Tử Đông và đảo sông Tử Tây, nó chỉ cách nhau khi thủy triều xuống là khoảng 4 km, là chưa đến 2 hải lý, san hô nó lòi ra đấy, chưa 1 hải lý. Thế là ra chiêm quần cái đảo đấy, đảo đấy còn đẹp hơn cả đảo sông Tử Đông Tây của ta. Không, Philippines không mất một viên đạn. Quần đảo Lai Ta, quần đảo Lai Ta, đảo Thủy Tự, nó gồm 4 đảo đẹp nữa trong cái quần đảo Lai, cùng đảo Lai Ta, nó cùng là đúng hơn. Trong đấy có cả đảo Thủy Tự. Còn đến giờ phút này, Philippines chiếm giữ như thế là khoảng hơn 10 địa điểm. Đấy. Thế thì Philippines chiếm bằng đấy cái đảo đẹp mà cái gì cũng mất viên đạn. Thế thì ai bán? Tại sao ngụy quyền Sài Gòn, chính quyền Sài Gòn, ngụy quyền Sài Gòn và ngụy quân Sài Gòn không lên tiếng, hay là vì bưu bí? Đấy, bạn là từ đấy. Thôi còn đã qua một chút nữa, cái quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa. Đấy, theo hiệp ước Trà Thanh là mình là của Pháp về ấy, thì cứ là bây giờ kể là nói là hơi dài dòng, đúng không? Nhưng mà cái sự kiện cuối cùng là năm 1874, 74 đó, thì coi như là Mỹ, Trung Quốc đã chiếm lại cái đảo còn lại là đảo Ti Tôn và đảo Phú Lâm. Và cuối cùng là Trung Quốc chiếm từ ngụy quân Sài Gòn đấy. Đấy. Nó ở Thì phía đông quần đảo Hoàng Sa, Chi Tôn với đấy, Phú còn Lâm trước là đấy, đảo còn phía mạnh nhất bắc của quần đảo Hoàng Sa là khi 1.000 năm, khi chiến tranh thế giới thứ nhất xong, Trung Quốc đã chiếm rồi, tao phải nói như thế, chiếm trước đây rồi năm 1956 đấy. Đấy, thì Trung Quốc đã nó chiếm. chiếm trước đây rồi, nó chiếm từ trước đây rồi. Thế thì cộng sản nào, tôi nói như thế là cộng sản nào bán đảo. Đấy, được. Bây giờ tiếp là tôi nói về sự kiện của 14 tháng 3 năm 1988. Thì Rồi, từ lúc đấy coi như là lịch đang còn ở trong tôi đang hải quân, trong tôi là đơn, bây giờ luôn luôn đơn quân. vị tôi là hải đội 413, tách từ lữ đoàn 125 của hải quân thành cái hải đội trực thuộc vùng 1 hải quân chuyên phục vụ Trường Sa đấy. Đã đơn vị tôi là Trường Sa, mà tôi là một trong những người là có chế độ đảo như một người lính ở đảo, tuy là đi tàu nhưng có chế độ được hưởng mọi chế độ. Đơn vị tôi đến giờ phút này cũng thế, và trước đây cũng thế, là một trong những đơn vị phục vụ hàng ngày cho quần đảo Trường Sa đấy. Thì sau khi là đến giờ là bây giờ để nói về sự kiện đấy. Và từ khi nói sự kiện này thì tôi khuyến cáo luôn, tôi tin chắc rằng không phải dân hải quân cùng, chắc là có những người lên nghe nghe tôi phải nói bay được, thì cái phát biểu của những người có chức trách vì tham gia cái chiến dịch đấy, thứ nhất là lữ đoàn 146 hải quân là hải quân cán bộ của vùng 1 hải quân về lực lượng, thứ hai là trực tiếp là hải đội 3 vùng 1 hải quân, thứ ba là lữ đoàn 125 là lữ Rồi. 125 vùng của trực thuộc bộ tư lệnh hải quân, Ba ba cái tàu trước là tàu HQ604, HQ605 và 605, HQ503 là bọn lực lượng 604, 605 một hải và 505, đây là tàu của 125. Còn quân. HQ614, 613 đó là hạt của vùng 1 hải quân của tôi nha. Rồi. Và có sự tham gia của đơn vị hải quân 171. Còn về lực lượng công binh đảo là có trung đoàn E83, trung đoàn 83. Chủ nhiệm chính trị thời điểm đấy là Phan Xuân Dạch, trung tá Phan Xuân Dạch. Còn chỉ huy trưởng chiến dịch là Giáp Văn Khương.
Tư lệnh Tư Hải lệnh quân. Hải quân. Tư lệnh Hải quân, Đó. Giả Văn Cường. Đây, Tôi chỉ nói huy xin lỗi với phó. Lịch này, tôi Vâng. chơi thân rất rất thân với lại gia đình bác Giáp Văn Cường hồi hồi Giả đấy, Văn là tôi Cường. chơi thân với Rồi. anh Giáp Thế Quang. Rồi đây, Vâng, rồi tôi rồi, sai. có Vâng. chị có ấy bà ấy bác sĩ đấy, con ông đấy. Vâng. Rồi, Chị thế thì Minh, bây giờ này, anh Quang. phó tư lệnh có nghĩa là chủ tư lệnh Giáp Văn Cường được ủy quyền của chủ tịch nước có thể là toàn quyền để làm mọi chuyện, trong đấy quyền trưng dụng tàu biển của dân sự. Đấy. Phó tư lệnh của phó tư lệnh của dịch dịch gọi là CQ88, có nghĩa là chủ quyền 5188, thì gọi là đoàn chuẩn đô đốc, đoàn bá khách. Còn cả thành viên trong ban chỉ huy chiến dịch là gồm có đại tá Lê Minh Thư là phó tư lệnh vùng ngoài hải quân, đại tá Trần Doãn Anh, hiệu trưởng thường sĩ quan chỉ huy kỹ thuật hải quân, nay là học viện hải quân. Thế Còn sao? đấy, đây là cái là điều kỳ đấy, bầu sâu để mà ấy, là những người lãnh đạo đấy. Còn trực tiếp ra đảo thì chủ trương là đánh chiếm ba nơi, là đi đóng quân ba nơi, đưa người ra đóng quân ba nơi. Thứ nhất là cung đảo phía Bắc, cái gần đây chỗ lên là tên là bây giờ sau này nó sẽ có cái đá đông ở trên cái trên đảo sông Tử đấy. Thứ Vâng. hai là cung đảo ở giữa là gồm là Lên Đao, Gạc Ma, rồi là Cô Cô Linh Linh. đấy. Cung đảo phía Nam là gần Trường Sa là đá Tây, là thuyền chài nữa dưới đấy đấy nhá. Thế thì bây giờ cung đảo phía Bắc thì người chỉ huy trực tiếp thì tôi quên, nhưng cung đảo ở giữa là cung đảo sinh tồn, nó là cung đảo sinh tồn đấy, thì do Trung tá Trần Đức Thông là phó chỉ huy lữ đoàn 116 làm chỉ huy trưởng. Đấy, cung đảo phía Nam là vì nặng thế hơn, chiếm nhiều nơi hơn, đặt ra là chiếm nhiều nơi hơn, là do đại tá Lê Minh Thư trực tiếp là phó tư lệnh của vùng một hải quân, tham mưu trưởng phó tư lệnh vùng một hải quân là chỉ huy. Thế thì cái mà lâu nay trên mạng là thậm chí là phỏng vấn theo vấn đề là thằng Bảo La Cải phỏng vấn nói là không có lệnh có kia, không được bắn súng, không được đấy. Với cái thành phần cả hàng ngàn con người, trong đấy có bản thân tôi, không ai nhận được cái lệnh này cả. Ngay ở Thanh Hóa, chủ nhiệm chỉ huy vùng một hải quân, chủ nhiệm chỉ huy vùng một hải quân là đại tá Lê Minh Chanh, chủ nhiệm chỉ huy vùng một trực tiếp là cái là người lãnh đạo tặng tư tưởng. Phan Xuân Dạch, chúng ta thời điểm này chúng ta Phan Xuân Dạch bây giờ là đã về hưu, là chủ nhiệm chính trị của trung đoàn 83. Ngô Sĩ Ta, đại tá Ngô Sĩ Ta là chính ủy của chủ nhiệm chính trị, chính ủy của lữ đoàn 146. Thiếu tá Lê Văn Sợi, lúc nào thiếu tá Lê Văn Sợi là hải đội trưởng tư tiệm của tôi. Đây tôi nói ông anh Công, họ thì tôi quên ngay là nguyên là sau này là tham mưu phó của vùng 4 hải quân, vì vùng 4 là trực tiếp Trường Sa mà, tham mưu phó của vùng 4 hải quân sau này lên phó tư lệnh hải quân người Thanh Hóa, và để phản diện phản đối cái phát ngôn là vừa rồi anh Dân là nguyên là cùng tham mưu phó sau này là lên là tham mưu trưởng vậy nha, thì vùng một hải quân thì có cái phản biện lại. Nhưng mà đấy, với bằng đấy con người tôi kể tên thì ai, không ai trong chúng tôi, cho dù tôi là sĩ quan cấp dưới, không nhận được cái lệnh nào mà nói là không được nổ súng vào Trung Quốc. Câu phát biểu này được bị kẻ địch lợi dụng, cho nên tôi khuyến cáo
những ai đang còn là anh bộ đội cụ giữ nguyên hình ảnh bản chất phẩm chất của anh bộ đội cụ Hồ khi nói khi phát ngôn, những cái gì phải chuẩn chứ đừng có suy luận, không phải phạm vi mà nói đến chiến trường là phải nói đúng. Thế thì nói về cái sự kiện 14 tháng 3, trước khi nói tiếp thì tôi phải nói này, khuyên tất cả mọi người, mong tất cả mọi người, 64 chiến sĩ đấy, có những người bây giờ được phong anh hùng như anh Thông là người Thái Bình, chúng ta Trần Đức Thông phải phong anh hùng, lực lượng vũ trang anh Phương là quê Quảng Bình tôi, thiếu úy Trần Văn Phương đấy. Và những người đang sống nữa cùng phong anh hùng là như là Nhất, chú Nhất đó. Thì bây giờ là còn lại là 64 người, người ta đã chết mà ông Đội Minh ạ. được. À, xin lỗi chứ. Đội Minh nói đấy là cái bật đèn xanh cho Trung Quốc chiếm Hoàng Sa chứ không phải là Trường Sa. Cái Trường Sa, tức là hiện nay mình với lại Lịch sẽ trao đổi lại với các bạn là cái trận, tức là muốn trao đổi với Lịch cái trận gọi là thảm sát, mình gọi là bây hiện nay gọi là trận thảm sát Gạc Ma, Đấy, đúng thế không? bây giờ đang nói cả ba Cái đây, trận đang nói cả ba, đấy. đang nói cả ba đây, Đúng. đang nói cả Thì bây giờ ba. này mình phải nhấn mạnh, xin lỗi Rồi này, Lịch nhé, thì nhắn mình mạng phải đây nhấn này, mạnh tôi cái nhắn, tài để tôi phân tích tức đã. ngày vào ngày 14 tháng 3 Tôi phân năm tích đã, tôi phân tích đã. 1988 Tôi phân tích đã. Thì thì coi như là, vâng, thì cái lúc rồi, lúc đấy thì đấy bây giờ này, thì là cái cuộc 64 chiến chiến tranh giữa sĩ, biên giới Việt Nam đấy, và Trung Quốc vẫn chưa kết thúc đấy, sau, kết thúc đây vào rồi, tức là cuộc chiến tranh giữa Việt Nam và Trung Quốc ở biên giới kết thúc vào sáu cuối năm mươi 1988 và đầu năm64 người ta đã 1989 đấy. chết rồi. Đấy, cho nên là Đấy. cái mình phải hiểu cái thời điểm lịch sử, cái thời điểm mà Trung Quốc gây ra cuộc thảm sát Đó, Gạc Ma thì và chiếm 64 coi người như bây giờ là này, để tôi nói tiếp. vâng, mấy cái đảo chìm 64. nhá, xin nhớ Đấy. các bạn nhé, cái hồi đó Gạc Ma và Kulin là những cái đảo chìm, tức là chưa Việt Nam chưa cắm mốc chủ quyền lên trên đó, các bạn phải hiểu hiểu rõ là cái vấn đề Rồi như rồi thế, rồi chứ bây không giờ phải lại Việt Nam đo cắm cái mốc chủ quyền vâng rồi này mà Trung Quốc chiếm. Mình hiện nay cái hồi đó là mình đã đưa công binh ra, đưa đá ra để mà mình đẩy lên thành cho cái đảo nổi, trong đó mình làm như kiểu cái dàn DK1 với DK2 bây giờ cái kiểu như thế để cắm mốc chủ quyền, nhưng mà mình chưa làm được thì Trung Quốc bắt đầu coi như là người ta đã thảm sát 64 chiến sĩ. Rồi xin không, ngay chào. bây giờ thì để nói rõ hơn cái này thì tôi nói là một lời anh với mọi người, những người gọi là yêu nước chân chính và những cái người ở bên hải ngoại, máu của 64 người người ta đã chết, xương cốt họ đã hòa vào nước biển và chúng tôi là những người đang sống. Tôi thấy là máu và xương cốt người ta đã hòa tan nước biển để hôm nay cho chúng ta đã được ra biển lớn. Thế thì để quay lại, cho nên khi mà nói về vấn đề này, ta cứ xem tất cả mọi cái tư liệu của Trung Quốc. Hải quân chúng tôi lúc đấy có đâu ra một trong những người để mà đầu hàng của Trung Quốc. Nhưng thảm sát này tại sao? Với lực lượng những năm khó khăn từ năm 1975 cho đến năm 90, phải nói chúng ta giữ chiếm thêm bốn đảo và giữ thêm đấy là cả một vấn đề khó khăn. Đúng. Bộ đội chúng tôi là thời điểm đấy thậm chí ở đảo ăn cơm không đủ ăn đấy, nước tắm là phải đong từng ca một, từng bạt một. Đấy là những cái đảo nổi nha. Còn đảo chìm bắt đầu từ năm 1988 vì quần đảo Trường Sa nó có cả rất nhiều bãi cạn san hô, khi thủy triều lên nó lòi một chút cả cái bãi cạn thuyền chài. Để tôi lấy ví dụ cho là bãi cạn thuyền chài nó dài khoảng hơn 10 hải lý, hơn 20 km cơ, nhưng mà khi thủy triều lên là nó lấp hết. Nhưng khi thủy triều xuống nó lói được hai hòn đá. À, khi thủy Đấy. triều xuống, khi thủy Vâng. triều lên nó lói được hai hòn đá, hai hòn đá chưa bằng một cái phòng của con nhà mình. Đấy, tất cả các cái bãi cạn mà với cái tiến độ công nghệ, với cái tiềm lực của người Việt Nam thời điểm đấy, làm sao mà xong, mà làm sao mà nhưng vì đoán trước được cái ý đồ của Trung Quốc cho nên cho dù khó khăn mấy cũng phải ra chiếm, mà dựng mấy cái cọc bê tông ở sông ở trên mặt nước, phải nói sông ở trên mặt nước là cạn. Cho nên đến giờ phút này các cái chỗ mà Trung Quốc đổ lên là người ta nói là không thừa nhận đây là đảo vì nó là chỉ là răng khan vô chìm. Đến giờ phút này mấy cái chỗ mà Trung Quốc đổ đất ấy, mà mình đổ đất ấy, người ta không thừa nhận là đảo.
vì khái niệm về đảo, định nghĩa về đảo là không phải do con người tạo ra, mà do mà đảo là của thiên nhiên tạo ra. Cái phần nó nổi lên rõ ràng đấy, nhưng mà các cái bãi cạn, toàn sau này là bãi cạn, chỉ duy nhất đá Tây là nó lòi được một cái phần đất là nổi lên được khoảng bằng ba ba bốn cái nhà, diện tích ba bốn cái ba 100 m², 300 m². Nhưng là nó vì nó gần từ đảo Trường Sa lớn, cho lúc sau này bắt đầu mình mới là đưa quân mình đóng, chứ còn sau vì gần Trường Sa lớn quá cho nên là mình không không đóng ở đấy đấy, ngoại trừ đảo Đá Tây, ngoài từ Đá Tây chứ còn lại là toàn bộ đảo chìm, toàn bộ là chìm. Mà với năng lực của người Việt Nam ta thời điểm từ 1975 đến 90, tôi khẳng định giữ được để mà tồn tại được, bộ đội ta tồn tại được trên đảo đấy là những người anh hùng. Và đến giờ bây giờ thì đời sống kinh tế, tất cả mọi cái thông tin tất tật tật nhiều thứ là nó tốt lên rất nhiều rồi sau năm 90 đến giờ, và nó tốt dần lên. Cái thời điểm trước tôi nói là rau xanh chờ tàu ra mới có con công rau xanh, mà tàu ra không phải dễ, tàu từ đất liền của bọn tôi ra đây. Nước ngọt là đong từng ca một đấy, thịt thóp và ăn uống là thậm chí gạo cứ ăn không đủ ăn, đời sống tinh thần là gần như không có gì, mà không phải là 2 3 năm mới thay quân một lần. Cho nên ta giữ được đấy cho đến thời điểm đấy là cả vấn đề. Thế thì bây giờ quay Trước lại cái sự kiện 90 cực kỳ khó đấy, cho nên đó là quay lại sự kiện 14 tháng 3, chính bản thân tôi đây, nếu tôi không có kỳ nghỉ phép của cái dịp Tết đấy thì tôi đã quay lại tàu hạt khi 14 để đi về phía Nam, có đại tá Lê Minh Sư đi theo đấy, để là ra chiêm đóng, ra đóng, ra giữ mấy cái đảo, mấy cái bãi, ra cắm chủ móc chủ quyền của mấy cùng đảo phía Nam. Nhưng tôi vào muộn, nhưng mà 2 3 hôm sau 14 phải đi đấy. Thế thì nói về cái sự kiện gặp ma tan sáng gặp ma, lúc đấy là chỉ một trung đội đi theo tàu, sau một trung đội của trung đoàn 83 là một B đấy, và một trung không đội của có lữ đâu, đoàn mình tỉnh ơi, 26, mình đang ở Sài Gòn mà làm gì có biểu một tình trung đâu, đội của có lữ đoàn một đám một 26 phát đấy, do chả là biểu yeah. tình ở đâu. Một trung đội của lữ đoàn 26 ra ở gặp ma, có nhiệm vụ đi theo tàu sau hạt quy 64 do thuyền trưởng Từ, đại úy Từ, họ tôi quên rồi, trước đây là ngày hai ngày là ngày như ngày 12, trên tàu đấy là thuyền phó là Vũ Văn Thắng, học với tôi một lớp bốn ba bốn năm trời, cho thấy cái tàu thì hôm đấy là ăn tươi ngày cái như kiểu liên hoan để ngày mai tàu nhổ neo đi ra làm nhiệm vụ đấy. Tôi cũng nhắc lại một kỷ niệm của người lính là bạn tôi là Vũ Văn Thắng có nói với tôi là hôm nay mày ngủ lại tao, cho tao đi tao cảm giác cái là không quay về để gặp mày nữa đấy. Với người lính cụ hồ biết đi là chết, đi là những điểm báo trước là chết. Thế trên tàu đây là ngoài cán bộ chiến sĩ của tàu 604 là hình như hai mấy người á, có trung tá Trần Trần Văn Phong quê Thái Bình là đi chỉ để mà với cùng đảo đấy, Ở cái tàu thuyền phó tàu 604 là có là bạn tôi ông là thiếu nữa đấy, Vũ Văn Thắng đấy, là bí thư chi bộ, Vũ Văn Thắng bí thư chi bộ, từ ông từ là thuyền trưởng và ông Thiều là thuyền phó nữa nha Phạm Gia Thiệu, nha Phạm Gia là đại Thiều, đúng tân. rồi. Tôi ăn bữa liên hoan và ngủ lại đấy với bạn tôi, sau gần bộ 36 tiếng đồng hồ sau thì biết tôi đang ở hải đơn đơn vị ở Bộ Tư lệnh Tiền Phương, ở đơn vị tôi là biết bắn vào tàu 601. Và sự kiện đấy tất nhiên bọn tôi là người trực tiếp mà, cho nên bây giờ này ở cung đảo phi sinh tồn để ăn chiêm cái đảo lên đảo là đại để lên làm các mục chủ quyền lên đảo là tàu 505 do thuyền trưởng Vũ Huy Lễ, cách cách cái đảo Gạc Ma, bãi cạn Gạc Ma gần thôi. Khi tàu Trung Quốc bắn
sáu bốn xong bị thương. thì bắn sau đấy bắn là 505, thuyền trưởng Vũ Huy Lễ lệnh lao tàu vào thay con tàu là Mộc Thủy Quyền, còn tàu 605 là đã chiêm là chiêm đảo lên đại bài can lên đảo. Trung Quốc cũng bắn nhưng mà nó cũng đã lên rồi, sau đặc công ta lấy lại nhá, lưu ý đặc công lấy lại. Cho nên là kỳ việc ta lúc ấy với cái lực lượng một cái tàu há miệng há mồm tàu L dạng tàu kiểu tàu LCU của Mỹ để lại tàu đổ bộ để ra lên đảo tàu vận tải của ta để ra đảo là ra bãi cạn Gạc Ma tàu 605 cùng cái dạng tàu tàu vận tải của Trung Quốc đóng lên đảo thì lấy gì lúc đấy để mà đánh nhau với Trung Quốc với cái tàu chiên tàu hô về tên lửa của nó tàu hô về tuần dương của nó phải nói so sánh về lực lượng thế và lực ta là quá ít không thể ấy bắt đầu xảy ra tàn sát khi để nói là khi đấy Trung Quốc là ta đã lên ở trên đảo lên trên bài ca rồi thì Trung Quốc cho xuồng vào với xuồng ong và sư hộ vệ hộ tống của pháo hạm lên nhưng với sự kiên cường của bộ đội ta trên đảo trên bài ca là trên bài ca trên nước nhá ta phải lưu ý trên nước thiếu úy Trần Văn Phương do thiếu tướng Vinh trực tiếp chỉ huy trên đấy vẫn kiên cường chiến đấu và khi Trung Quốc bắn bắn thiếu úy Trần Văn Phương Trần Văn Phương thua tôi khoảng 3 tuổi thua tôi khoảng 3 tuổi thì coi như là vẫn hô là tất phải bằng mọi cách để lấy mẫu bên để giữ được cho chủ quyền nhá một câu nói nổi tiếng và bằng súng nó cướp súng mà chứ vẫn cứ ấy nhất là thằng nhất là nó còn đi cướp bắt súng nó còn đánh tay không mà sau bị thương nặng đưa vào viện về viện 875 ở Sài Gòn để chữa trị đấy thế thì kỳ sư chiến đấu rất kiên cường bán đầu làm gì có cái khái niệm bán khi nãy tôi nói là đánh phân tích cái bán rồi chiến đấu kiên cường để sự kiện rất đấy cái kiên cường nó đã thể hiện một thời kỳ oanh liệt nhưng mà đánh giá lại thì sự kiện sĩ quan tập tam ta thắng lợi không từ chỗ 575 ta chỉ có 5 điểm sau sự kiện sĩ quan tập tam ta đã chiếm đến 20 điểm thêm mười mấy điểm nữa mười mấy điểm đảo biển đảo nữa làm tròi và ở đấy tín mặt nữa đấy và đến giờ phút này ta đã có thêm như thế là gần 40 điểm vị trí thế cái cầu sàn lúc đầu mở rộng ấy là hèn chỗ nào nhưng bây giờ là thôi thì cái vấn đề là đã xảy ra sự tàn sát thì sự là của Trung Quốc đối với các ba như thế rồi nhưng bây giờ tôi đã chứng minh qua như thế thì làm gì hèn hèn chỗ nào ta với khả năng hiện có và đến giờ phút này ta chiếm ta đã giữ được vị trí là nhiều nhất của đảo Trường Sa